Sau đây là kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7994, 0669, 0965. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2606. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61543, 42955, 54764, 04126, 98195, 51052, 05839. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27168, 34438. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46167. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24979. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 194022. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 194022.